Có thì cái mỏ hàn này được chưa, thì lâu ngày nó bị cái các bạn chú ý nhá, là muốn hàn được ấy thì cái này này, cái đầu đồng này này, là các bạn phải cạo đi, xong là vặn chặt vào cái thanh đồng này. Đây thì vặn tháo ra nào, vặn chặt vào. Thầy ơi, sao cái mỏ hàn của thầy lạ thế thầy? Thì cũng như mỏ hàn kia thôi, có gì đâu, cũng thế này, chẳng khác gì cả. Cho mỏ hàn này chắc là đồ cổ, cho là nó trông nó không mới như bây giờ. Đây các bạn này dùng dao các bạn cạo cái phần đấy lên đi chưa, thì khi mà bắt vào đây đấy thì nó mới tiếp xúc với lại cái thanh đồng này. Cẩn thận nó lại đứt, lại phải đi với cái thanh khác. Ô thầy, nhưng mà em Chết dùng rồi. cái mỏ hàn này có phải thế không rồi? Có phải làm như thế không? Không, hoàn đấy thì không. Cái mô hàn này này, cái mô hàn thầy đang dùng thì phải thế. Ô thầy ơi, là khi nào dùng cũng phải Ơi cạo như này thầy? không, cái này của thầy nó, bởi vì cái mỏ hàn này của thầy nó lâu dùng mà để lung tung như là đầu nó bị cong ấy, nên thầy phải cạo cái chỗ này thôi. Nhưng mà khi nào hàn ấy các bạn phải cạo cái đầu này này, cái đầu này là cái mà thầy hướng dẫn các bạn cạo này. Cái đầu này của thầy nó đang, bây giờ nó có một trắng này thì không sao này, nhưng mà nó một rỉ đen ấy, thì các bạn cạo sạch đi, cạo Ờ, sạch đợt cái em đầu làm thôi. bên Nhật ý, người ta cứ hay chỉ là, ý là khi mà mình dùng xong ý, thì mình chấm một cái lượng thiết vào trong cái mũi đầu mũi hàn ấy, thì khi mình sử dụng Đúng lại rồi, thì chuẩn đấy. Bởi vì thầy chấm thiếc cho là cái đầu này của thầy là nó trắng nó bóng, tròn, trắng nó không bị oxy trắng hóa. sáng lên. Đấy, các bạn nhìn thấy nó màu trắng hơn so với cả cái ấy, mặc dù thầy để mấy tháng rồi. Đấy, đấy là các bạn mới làm thì các bạn cạo đi, được chưa? Cạo, dùng dao cạo đi nhá. Cái việc hàn xì nó hơi bẩn tay đi, cho nên là vừa học đừng có vừa ăn nhé, giờ bởi vì thiết nó rất là độc, ăn vào đau bụng. Không, thấy không bảo ăn thiết giờ mà lạ cầm cái khác ăn ấy. Thì đây nhựa thông đây, đồ thiết hàn thì các bạn có nhựa thông này, cái này mua ngoài mấy nghìn một cái. Gì à? Một cái khay nhựa thông mà nó chỉ to ngón tay thôi. Đây Đây. em mua cái nhựa này có được không rồi? Đây hoặc là nhựa nhựa thông cục. Cục cục. Đây nhựa thông cục đây này. Cái cục nhựa thông này này. Được Vâng. chưa? Còn thấy có hẳn cái bát nhựa thông này. Bát nhựa thông này hôm trước là đi vào rừng thông ấy, ăn trộm cả cái bát luôn. Cái nhựa thông này, cái nhựa thông này của thầy là nhựa thông từ cái cây thông nó chảy ra thẳng luôn đấy. Thầy Chết. quan À, như phải. trọng thầy quan trọng mấy Cái cái ăn là này được thật mà, cái bát này là bát để người ta lấy nhựa thông ở rừng thông ấy. như phải như han ra được rồi à, Hả? cái như đại han đại 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 nhảy nhựa rồi nhảy cả bát luôn thầy. Thì người ta cứ hỡi anh, nếu biết là sao, nó đùa chứ. Tiện Vào xin tay người thì ta nghi hỏi cả quen đó. tay Xin xin thôi, nói ủa vậy nghi nghe nó thế, nghe nó thế đó, cho thầy. là cái nhựa thông này chính là cái nhựa từ cây thông nó chảy ra. Được chưa? Người ta cũng lấy cục đấy người ta bán cho các bạn, thì thầy luôn lấy luôn của bạn chưa. Thì thiết đây, đây là nhựa thông này, cái gì sang bên đây là thiết này. Thiết này các bạn mua ở cục 1 cân này tầm không biết bao nhiêu tiền, mua lâu rồi có dùng hết đâu Thầy, em mua cái cục nhỏ nhỏ này được không cũng được, nhưng mà nó nhanh hết chưa. thầy? Ôi, nghe này dùng bao mình dùng thực hành ấy bao giờ mới hết thầy? Không phải Không, đâu, cái đấy nhanh hết lắm em ạ. À, cái cục đấy đúng em rửa cái rồi, đầu một ít rồi đã hết rồi, rửa 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 chán cái đầu đã hết rồi. Cái không cục dùng lấy đấy đuôi còn lâu mới hết hết môn thì chắc là hết rồi nói đó. chung là đừng cho thế nào nhá, đừng cho là hết. Bây giờ
cái đầu cái thiếc này thì đây thấy có một cái sợi thiếc này, nó có những loại thiếc rất là xịn mà để bao lâu nó không rỉ. Cái tóm lại đồ chỉ vậy thôi. Thì thầy cho hẳn sẵn cái khay này, thì có một cái khay như này, trong này nó có cả mỏ hàn này, đấy để luôn vào đây, thì khi nào cần lôi ra dùng thôi. Thì bây giờ đến thao tác là tráng thiếc nhá. Sau khi cạo rồi, sau khi cạo rồi thì cắm mỏ hàn vào. Mỏ hàn lâu dùng mấy tháng này thầy có dùng thì nó bụi bù. Đây, bây giờ đến phần nhớ nhá, trước khi làm nóng đầu mỏ hàn thì chạm vào nhựa thông trước, đây. Chạm vào nhựa thông trước xong rồi bấm giờ đấy, bấm nó chảy dần ra, cái nhựa thông nó sẽ chảy dần ra thì mỏ hàn nó sẽ được bám khói khói lên này. Có nhìn thấy khói không? Thầy ơi, có loại thiếc nào mà không cần dùng nhựa thông không thầy? Này, Có. cái thiếc này nó có nhựa thông luôn này. Thiếc có loại có nhựa thông à? Nhưng mà thầy cứ hướng dẫn như thế, được chưa? Còn nhưng mà các bạn vẫn phải tráng thiếc ở đầu mùa hàng, được chưa? Thế cho là, bây giờ là thầy cho thiếc vào đây này, thì nó sẽ chảy cái thiếc này. Nhựa thông vừa chảy thì thiếc nó chảy ở trên này luôn này. Đấy, cháy rồi đấy. Đây là cái đầu hoa nó của thầy, nó bắt đầu nó bám vào nhựa thông này. Ở đây khóa rồi, ra khỏi khung bình rồi. Đây này nó dính một cục đây này, cái nhìn thấy không? Đó, cái cục này đây. Cái cục này thiếc thừa thì bỏ đi thôi. Cái này thầy quên mất cả cái chùi rồi. Em vừa bên em một miếng thịt con bò xong. Thế thôi, thế là cái đầu mỏ hàn nó được trắng bóng rồi thì bây giờ thoải mái hàn. Bây giờ đến hàn này. Đây. Các bạn có thể lấy cái bát này này để hàn nhá. Chú ý bát bát nhá. Cái bát này thì các bạn mới mua về thì người ta sẽ đã quét một lớp nhựa thông ở trên này rồi. Cho nên là cái lỗ này nó không bị rỉ thì hàn rất là dễ. Nhưng mà cái bát này của thầy này là nó lâu ngày rồi, nó bị bong cái lớp nhựa thông rồi, cho nó rỉ ngoài này, bây giờ hàn nó rất là khó. Đấy. Đây thầy thử hàn đây. Đây con này cắm sẵn rồi. Đây đây rút con linh kiện này nha. Đây đây có con linh kiện, có nhìn thấy không thầy? Còn chả nhìn thấy hai chân này nữa. Thì zoom tua đi thầy ạ. Có. Có thấy đấy. Thấy không? Cái này là to lên này. Có nhá, thấy không thầy ạ? Đấy, cắm vào. Nhớ cắm ở trên cái mặt. Cắm linh kiện ở trên cái mặt nó không có đồng nhá. Cái này thầy nhắc các bạn. Cắm linh kiện ở trên cái mặt không có đồng. Bạn nào mà cắm linh kiện ở trên mặt có đồng là được, là sai đấy. Đấy, cắm vào. Đấy. Xong lật lên. Xong là lúc lật lên ấy, thì các bạn nhớ là đẩy hai chân nó hơi chếch ra một chút, cho hơi chếch ra một chút để làm sao, để nó làm sao Để nó kẹp lên rồi ạ. để nó đỡ tụt. Đúng rồi, nó bị tụt nhá. Đấy, thế thôi, bây giờ là hai thôi. Thì có nhìn thấy chân không, ở chỗ nào nhỉ? Thầy để dịch bên cái phải này đi thầy. Thầy dịch sang tay trái tí thầy. Đây. Rồi rồi, ok. Đấy. Chân linh kiện chắc các bạn không nhìn thấy đâu. Thầy nghiêng ngay cho các bạn dễ nhìn này. Đây, nghiêng này. Nghiêng nghiêng này. Thấy không? Đấy, chấm vào đây thôi. Cái này nó rất là có hàn ở chỗ này. Lâu ngày nó bị gì rồi thì chấm nhựa thông vào. Xong chấm vào mạch ấy. Đó, thế là hàn dính rồi. Thế này đó, các bạn đừng sợ là cái đừng ngại cái phần đen xí nữa, bởi vì là cái phần đen là nhựa thông thôi, quan trọng là cái mối hàn này
tròn à, nó không tròn mà nó hình kim tự tháp ấy, kiểu như mắt cua ấy, nhưng mà mắt cua ấy. Đó. Như này này, không có nhìn rõ. Rõ rồi ạ. Thế à? Tiếp tục hàn chân tiếp theo đó. Chú ý nhá, những cái mà mạch mà mới mua về ấy, thì không phải chấm nhựa thông như này đâu, không phải chấm nhựa thông như thầy đâu. Giờ bạn cứ thế mà hàn vào là nó ăn, nhưng mà mạch của thầy nó lâu ngày rồi các bạn, thầy phải chấm nhựa thông thì nó mới loại bỏ cái lớp gì ở trên mạch đồng đi. Nói chung là thầy cũng không rõ là khó nhận thông có độc hay không, nhưng mà tốt nhất là khi mà nó cháy, nó bốc khói lên thì các bạn thổi ra, đừng có hít vào, chết thì không biết có chết không. Bây giờ thầy đây, nhìn được chưa? Đấy, như thế này là được rồi. Dạ. Các bạn mà hàn như thế này là sai này, có nhiều bạn hàn lên này, có nhiều bạn hàn tròn to đùng lên như này. Đấy, hàn như này, thành một cục to đùng là sai nhá, thành một cục to đùng như này. Bên này, đấy, thành một cục to như này là sai này, được chưa? Đó, nhớ nhá, nhớ là các bạn giống như hàn rồi, kết quả nó giống như cái hình kim tự tháp ấy. Giờ vát vát từ trên từ dưới, vát nhọn lên trên, chứ còn hàn thành cục tròn xoay ở trên mạch đồng là sai, chưa? Nhớ vậy. Tại sao hàn thành một cục kiểu đấy nó sẽ bị sao vậy? Nó sẽ bong ngay đây, để cậy nhẹ nó ra này. Ôi chết cha, nó không vậy, nó không ra. Tức là nó sẽ có một lúc mà nó bong ra, là như thế, nó không tiếp xúc với cả phần đồng. Nhá, các bạn chịu khó chấm vào nhựa thông này, đây, đấy, rồi dí vào cái đấy, để lâu một chút, khoảng từ lúc nó chảy đến lúc nó, đấy, nó bong ra, bong rất là dễ, giờ. Đấy, các bạn để khoảng vài giây cho nó ngấu hẳn vào thì mới được. Đấy, nó ngấu cái này thì nó ngấu chặt vào thì là ăn. Bố ơi, cái này bố mới mua à? Ô, con Trần Tự Úa đang dạy học mà. Đi ra con kia chơi đi. Nhớ nhá. Thế thôi. Đấy, để cho nó ngấu. Nhìn thấy khói không? Thế thôi. Còn đây thì có thể có mấy con điện trở. Các bạn cứ triển khai có cái mạch này này. Các bạn cắm hết linh điện trở vào. Giờ cắm đến khoảng 100 con vào đây này. Mà hàn. Giờ cứ cắm vào. Đây này. Có điện trở đây nha. Có điện trở này thì rẻ thôi mà, đúng không? Khoảng 5.100 con về cắm hết vào. Cắm hết vào là được. Nhớ khoảng cách giữa hai chân của con điện trở này thì thông thường là nó sẽ vượt qua ba cái lỗ nhá. Bạn chú ý vượt qua ba cái lỗ. Đây này. Chân bên này, tức là tổng cộng con điện trở nó sẽ kéo dài khoảng 5 lỗ. 1 2 3 4 5. Sau này các bạn, tại sao thầy đếm thế? Sau này các bạn vẽ mạch ấy, thì các bạn cứ thế mà các bạn thấy không? Giờ các bạn vẽ dùng con linh kiện vậy. Bây giờ lật nó lên này, bẻ hơi chếch sang một chút, bẻ hơi chếch sang một chút. Đó. Không thì các bạn đặt trên cái mặt phẳng, đặt trên cái mặt phẳng phẳng ấy, xong rồi hàn thì nó đỡ bị tụt. Và yêu cầu hàn linh kiện là nó phải sát vào bề mặt của đồng tấm phím nhá. Đây thầy hàn thử con các bạn.
Phải cái con điện trở này, đây nó phải sát vào cái bề mặt của tấm phím ấy. đừng kênh nhá, kênh như thế này là sai này, nếu mà hàn kênh như thế này là sai này, được chưa? Phải hàn sát đúng không ạ, sát đúng không ạ, được chưa? Tại sao lại thế? Bởi vì nếu kênh như thế này ấy, thì trong quá trình sử dụng có khi người ta ấn con điện trở này thì cái đồng của nó bung ra mất, đúng không? Lực ấn thì bên này bung mất, tốt nhất là nó dính sát vào rồi thì không ấn đi đâu nữa, không có lực ẩn bung ra. Đấy, bây giờ hàn tiếp này. Đó. Đấy, đây. Nó đây, chính nó đây. Chưa, sao còn làm việc còn lại là mình cắt chân thừa đi thôi. Nhớ chú ý nhé. Cái hàn này thì thao tác thì cũng vậy thôi. Thao tác, thầy tóm lại, thao tác này. Muốn hàn chân này thì một tay là cầm thiếc này, một tay cầm một hàn này. Được chưa? Chấm cả ba cái vào, chạm vào nhau, chân linh kiện, mặt đồng rồi thiếc hàn, xong bấm nút là nó ăn. Vậy thôi, thao tác chỉ có vậy thôi. Luyện đi luyện lại 10.000 lần đảm bảo ăn được. Làm thử xem nào, các bạn nào có đồ làm thử xem nào. Em chưa mua cái mua mạch kia, chỉ có mỗi điện trở với cả máy hàn thôi rồi ạ. Hàn mua cái khác không thầy? Hàn nó cái gì được? Em hàn cái điốt. Không thì các bạn mà có mua điện trở với cả mua điện trở với máy hàn thì các bạn hàn dính nó vào nhau, hàn dính hai chân với nhau này. Mà em mua có hai cái gì ạ? PCB của hàn hư cái là sao này? Lấy cái gì dùng này? Hàn hư á? Không ạ. Nhà mà có mạch điện tử không? Ủa à? Có đồ vật mũi vật nhớ không? Nung nóng cái chân hàn xong là cậy rồi. Vật mũi hỏng ấy thì các bạn rút linh kiện nhá, tập rút linh kiện nhá. Đây ví dụ như con linh kiện này nhá, thầy muốn rút nó ra, được chưa? Thì các bạn cũng làm yên, cũng mạ đồng hàn đàng hoàng, được chưa? Cho nhựa thông vào. Rồi sau đó chấm vào, hai con linh kiện nào mà chân nhọn, hai chân nó gần nhau ấy, thì chấm luôn vào hai chân đấy. Dạ. Xong là tay bên kia là kéo đấy, bên này là chấm vào hàn à, cho chảy ra. Đấy là ra. Chưa? Dạ. Đấy, không rút hết ra. Đây ví dụ con này. Cái dây này thì dễ rồi, dây này thì chấm vào này là đấy, là ra. Dạ. Thế đây thầy có những con linh kiện sẵn này, thầy rút dần nữa. Đó. Đấy, các bạn mà lấy vật muỗi nha, hoặc cái thiết bị điện tử nào hỏng ấy, hoặc là không hỏng cũng được, tháo ra xong là nó hỏng rồi. Được chưa? Tháo ra xong là hàn lại. Con ly C này thì các bạn phải dùng, thông thường là các bạn sẽ phải dùng gì nhỉ, hút thiếc, người ta gọi là hút chì đấy, để hút dần lần lượt từng chân linh kiện ra một. Đấy. Không thì có một thao tác là này, các bạn gõ cái mạch xuống, các bạn làm nóng cái gì nhỉ, đây làm nóng cái chân hàn này, xong rồi gõ xuống, gõ mạch nhá, không phải gõ màu hàn nữa nhá, thì là cái nhựa thông nó, à cái thiếc hàn nó lỏng ra ấy, thì nó sẽ bung ra thôi. Đấy, cái này thế.
Đấy là với con linh kiện nhiều chân thì gỡ ra được. Giờ này con này sắp ra rồi. Rồi. Đây. Đây bề mặt thì đã tháo ra rồi. Thì trong lúc tháo thì chắc chắn là cái đồng ở đây nó sẽ bị một số cái nó sẽ hỏng. Thì chúng ta tráng lại trên cái bề mặt này cho nó nghiêm túc để tái sử dụng thôi. Đấy. Chưa? Cái đấy là cái gì đấy rồi? Cái này á. Vâng. Cái là phíp đồng. À vâng. Cái tấm watt VCB. Cái này vậy? Mấy nghìn một cái đúng rồi đấy. Cắm vào đi, cắm vào một hạt. Không phải tốt. Có hỏi gì không? Không ạ. Nhớ thầy chú ý vậy nhá, chú ý một việc là thế này. Cái đầu màu hạt này này. Sau một lúc hàn ấy thì các bạn sẽ thấy nó đọng nhiều thiếc ở trên này. Thì quần bò đấy chùi vào nhá, chùi nhớ tẩm ướt đi không là cháy. Hoặc ở đây thầy không có cho nên là thầy phải dùng cái này, thầy cạo ướt đi chứ nó mà đọng đầy thiếc ở trên này là hàn khó nhá. Đây các bạn chú ý cái đầu màu hàn của thầy này, chỉ có cái phần giữa ấy, cái phần giữa này là nó có nó màu sáng thì hàn nó ăn. Chứ còn thầy mà để thiết ra góc bên này là nó dỉ này. Dỉ là không chảy thiết được lắm. Đây thầy thử các bạn. Đây thầy cho thiết ra bên phía bên cạnh này. Này, không bao giờ ăn được. Nha. Yeah. Không bao giờ chảy thiết. Nha. Yeah. Mặc dù mỏ hàn nóng nghi ngút, đây cho bốc hơi nghi ngút này. Và không bao chảy. Nhưng mà nếu mà thầy chấm vào cái đầu này chảy ngay, thấy chưa, chảy ngay đấy, chú ý vậy, chấm vào cái phần gì không bao giờ chảy. Dạ không chảy được đấy, cho nên là cái việc quan trọng là phải tráng đầu bạc. Và trong lúc hàn ấy thì thi thoảng là chấm đầu của hàn vào những thông cho nó bạn loại bớt cái gì đi, xong chùi cái thao tác như thế. Vậy đó, đấy là cái tuần hàn như vậy.